Ngày 24 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ tuyên dương và trao thư khen của Chủ tịch nước, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với anh Tô Vũ Đồng, quê Thanh Hóa, với nghĩa cử dũng cảm xả thân cứu người bị đuối nước. Câu chuyện về chàng trai xứ Thanh cứu người trên sông An Cựu đã được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi trong những ngày vừa qua. Tối 16 tháng 11, trong lúc cùng người thân đi ăn tối tại thành phố Huế, anh Tô Vũ Đồng, quê quán xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, nghe tiếng chi hô của người dân có người bị đuối nước. Trước tình huống một cô gái đang chìm dần xuống lòng sông An Cựu, anh Đồng đã không quản ngại hiểm nguy cùng với người dân cứu an toàn người bị nạn. Ngay sau khi làm được việc tốt, anh lại lặng lẽ quay trở lại với bữa ăn tối còn dở dang của mình. Trước nghĩa cử cao đẹp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư khen, biểu dương và mong câu chuyện của anh sẽ lan tỏa những điều tử tế trong xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng khen vì hành động xả thân cứu người. Lúc đấy em chỉ nghĩ là em biết bơi, mà quan trọng hơn là thấy cô bé chuẩn bị chìm rồi. Giữa sự sống và cái chết nó rất là gần kề nên là em không suy nghĩ gì hết. Chỉ nghĩ là mình sẽ phải cứu người thôi. Được biết, bố của Đồng từng là một lính đặc công nước và luôn dặn Đồng phải sẵn sàng cứu người. Đồng hiện đang làm việc tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Huế. Và câu chuyện của chàng trai trẻ này đang tiếp tục nhóm lên ngọn lửa tử tế, lòng dũng cảm của thế hệ trẻ hôm nay.